khi các nhà sản xuất ô tô chạy đua hướng tới một tương lai xanh hơn, sạch hơn, chủ đề về nhiên liệu tổng hợp đã được đưa vào cuộc trò chuyện. Hôm thứ Hai, công ty SSC có trụ sở tại Washington đã thông báo rằng chiếc Hypercar Tuatara của họ có khả năng chạy bằng methanol tổng hợp có thể được tạo ra bằng công nghệ thu giữ carbon. Khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, Tuatara được đánh giá là sản sinh công suất 1.750 mã lực trên động cơ E85 và 1.350 mã lực trên động cơ bơm khí 91 octan. Động cơ V8 tăng áp kép 5,9 lít của chiếc xe cũng có khả năng chạy hỗn hợp octan E85-91 để tạo ra công suất khoảng 1.500 mã lực. Về methanol, Giám đốc điều hành SSC Gerard Selby nói với Motor Authority rằng sản lượng điện của Tuatara về cơ bản giống như ethanol. Selby nói, methanol dường như tạo ra khả năng tiết lưu nhanh hơn một chút và chất lượng không hoạt động. Cần lưu ý rằng nói chung ethanol có mật độ năng lượng cao hơn methanol. Selby cho biết khả năng hệ thống truyền động của Tuatara chạy bằng methanol không cần thay đổi thiết kế hoặc phần mềm. Mỗi xe Tuatara được chế tạo cùng với những chiếc xe đang sản xuất đều có các thành phần hệ thống nhiên liệu và cảm biến sẽ điều chỉnh điện năng sau khi cảm nhận được loại nhiên liệu khác nhau. SSC có kế hoạch cung cấp cho khách hàng khả năng vận chuyển nhiên liệu trực tiếp đến nhà để xe của họ hoặc đường đua thông qua quan hệ đối tác với các thương hiệu nhiên liệu hiệu suất. Vào tháng 5, SSC đã mở rộng đội hình của Tuatara với các mẫu Striker và Aggressor với nhiều tùy chọn sức mạnh, lực xuống và có thể tùy chỉnh hơn. Selby sẽ không bình luận về việc có bao nhiêu trong số 110 chiếc xe lửa được thiết lập để chế tạo đã được sản xuất hoặc bán cho đến nay. SSC không đơn độc trong việc xem xét nhiên liệu tổng hợp khi một số nhà sản xuất ô tô đánh giá liệu khái niệm này có thể tiết kiệm động cơ đốt trong hay không. Porsche xem nhiên liệu tổng hợp là một cách để giữ cho những chiếc xe cổ chạy trên đường. Nhà sản xuất ô tô Đức cũng đã thử nghiệm nhiên liệu tổng hợp trong các điều kiện đua năm nay trong loạt giải đua Mobile 1 Super Cup của mình. Porsche và Siemens Energy đã động thổ nhà máy nhiên liệu tổng hợp vào tháng 9 tại Punta Arenas, Chile. Trong khi McLaren cũng coi nhiên liệu tổng hợp như một cách để tiết kiệm động cơ đốt trong. Mercedes-Benz không xem đây là giải pháp phù hợp cho ô tô mà thay vào đó là xe điện. Chia sẻ hữu ích nhé!